Mên của chúng ta là Tepay, cậu là con trai trong một gia đình có truyền thống võ đạo. Hai bố con Tepay mải giao lưu võ thuật nên không nghe nóc nhà gọi vào ăn nên kết cục là mỗi người một trận. Ăn gần xong thì Tepay nhận ra gần muộn học nên tính sách xe máy cho lẹ. Nhưng mẹ cậu không cho vì lần trước cô giáo có phần nàn về việc cậu lái ẩu nên cậu đành phải xách xe đạp đi. Và tôi nhận ra cảnh này khá buồn khi Tepay nói đây là lần cuối cậu được nhìn thấy cha mẹ vì họ đã mất trong một vụ tai nạn không lâu sau đó. Một thời gian sau cậu đến thăm viếng cha mẹ thì thấy một cô gái với ông quản gia trên cỗ xe ngựa, theo sau là ba thanh niên trên một chiếc xe đang đuổi theo. Cậu cũng phi tới chiếc xe của mình để đuổi theo, cậu phi xuống đổi như một dây sinh boy chính hiệu. Vì muốn làm anh hùng nên Tepe đã nhảy qua xe của ba tên du côn kia và quang luôn chiếc xe của mình. Một tên rút hàng nóng ra chơi thì ông quản gia an như nhưng không phải của Batman nhảy qua. Chiếc xe ngựa bị chật bánh nên Tepe lại phải nhảy qua để cứu cô tiểu thư kia nhưng kết cục là cả hai đều bị rơi ra khỏi sườn núi cứ tưởng đến đây là hết phim thì khoan đã bằng một cách thần kỳ và vi diệu nào đó mà cả hai vẫn còn sống cả hai tỉnh lại và giới thiệu về bản than ừ thì tất nhiên rồi đấy là điều đầu tiên để bắt đầu mà nhỉ cô gái này giới thiệu bản thân tên là sác lốt và cô là công chúa của một nhà quý tộc nào đó mà ta chẳng cần quan tâm lắm làm gì nói chuyện một lúc thì cả hai mò lên lại và hốt được chiếc xe mà teppe quang hồi nãy ông quản gia thì đã đưa một chiếc ly mua đến để giúp cô chủ về cô cũng không quên tặng cho teppe một cái hôn khiến cậu đơ cả người Ông ngoại của Tepy bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải chờ thằng cháu đến, trong khi cậu thì bị bảo vệ giữ lại do không quen mà còn vác thêm cái katana sau lưng, ông buộc phải xuống rước Tepy vào. Ông khuyên cậu không nên cố gắng trả thù cho cha mẹ vì sợ thằng cháu sẽ kẻ trong vòng xoáy của hận thù, cậu sau đó cũng cho ông biết lý do bản thân đến muộn là vì cứu người. Ông giới thiệu Tepy với quan khách và người cậu đã cứu đúng là con gái của hoàng tộc thật và cậu cũng sẽ là người kế nghiệp cho cả tập đoàn mang tên Arima. Đây cũng là tên của dòng họ nhà Tepy cậu thực ra chỉ được chọn vậy trước mặt công chúng chứ ông và cậu đều không muốn Teppei kế nghiệp nhưng Teppei phải giả vờ để dụ mấy tên cắn lén trong tập đoàn lòi ra tại bữa tiệc cậu gặp được người vệ sĩ mà ông tin tưởng tên là sen anh ta cũng đã một vợ hai con rồi nên cũng dễ tính cuối bữa tiệc Teppei thấy một cô gái đang múa kiếm nên chạy xuống làm vài đường một lúc thì ông cậu đến và giới thiệu đây là Sylvia con gái đầu của sen và là vợ tương lai của Teppei tepei được đưa về ở trong căn nhà to trà bán này và còn được một cô gái là iu làm người hầu riêng nhưng vừa vào nhà thì hàng loạt người hầu cũng đã chờ cậu ra lệnh trong này cậu được đưa lên phòng ngủ nhưng trong đầu cư nhớ đến sắc lốt và Sylvia. tepei gọi iu qua để hỏi về tính cách của Sylvia vì cậu thấy Sylvia mang một nỗi buồn lúc đấu kiếm iu nghĩ rằng Sylvia không chấp nhận hôn sự được sắp đặt trước nên mới buồn phiền tepei cũng chẳng biết làm gì vì đây hoàn toàn là ý của ông cuộc sống thay đổi khiến tepei vẫn chưa thích nghi được trên hết cậu choáng ngợp vì được nhập học vào ngôi trường danh giá nhất nước cậu thấy ngại vì bị mọi người chú ý bởi tên dòng họ được viết trên xe nên té đi nơi khác đang đi thì đụng phải xây ca trưởng câu lạc bộ xã hội hai cô gái đi cùng muốn tép bay xin lỗi vì đã đụng trúng người khác nhưng xây ca không chấp cứ vì cô cũng có lỗi khi không nhìn đường xây ca nhắc cậu gài cổ áo lại vì trông cậu trẻ trâu vãi ra dây dương một hồi thì ba cô gái kia cũng bỏ đi còn iu cũng mò được tép bay để lôi về gặp hiệu trưởng Lý do cậu bị chú ý nhiều vậy là do ông đã quyên góp đâu đó vài chục đạt Vina vào cho nhà trường. Tepay thấy trình độ ở đây khá cao nên sẽ khó để bắt kịp. Các bạn trong lớp thi nhau làm quen Tepay nhưng chỉ cần để ý mỗi cậu bạn tên là Nezu này. Sắc lốt cũng đi ngang qua nên vào gặp Tepay luôn. Quay quay thì tự nhiên Tepay đè lên sắc lốt. Đúng lúc này thì sinhvia đi vào để chào hỏi chồng tương lai vì cô cũng gần như chấp nhận. Thấy cảnh này thì Sinvia đã chửi Tepay một câu rồi bỏ chạy trong khi sắc lốt vẫn tương tưởng như chưa có chuyện gì. Teppei cũng nói rõ ra mối quan hệ của mình với Sinvia nên sắc khuyên cậu nên đi làm lành với Sinvia để hòa hợp hơn. Hai người đến phòng tập kiếm, Teppei nhận thấy Sinvia luôn cô đơn vì chẳng có ai có cùng trình độ để khiêu chiến. Sắc lại toe toe cái miệng nên Teppei đành phải vào tập trung với Sinvia. Bên của EU và CK thì nghe được tin Teppei thách đấu Sinvia nên định đến xem. Sinvia không tính vì Teppei sẽ không đúng kiếm nên EU đã mang kiếm chuẩn đến cho Teppei vào tư thế và cả hai lao vào nhau nhưng kết quả là hòa. Tepay nhận cậu đã thua vì Silvia đã nhanh hơn và thế là cả hai làm hòa từ đây. Lúc ra về EU khuyên Tepay nên tham gia câu lạc bộ xã hội vì Sarklot và Silvia đều ở trong ấy. Đến ngày hôm sau Tepay lại choáng ngợp khi cả câu lạc bộ đều gói gọn trong cả một tòa nhà và Nezu cũng ở trong cái câu lạc bộ này. Nhưng Zeka thì lại không cho Tepay gia nhập vì tác phong quá cẩu thả. Cô cho cậu cơ hội vào bữa tiệc tuần tới để trình đốn lại tác phong. Đến lúc ấy làm được thì mới cho vào câu lạc bộ. Từ hôm ấy Tepay liên tục tập luyện với cả Sakros và với Yu. Tối hôm đó Yu đưa cho Tepay một ly cà phê khiến cậu nhớ lại hình ảnh của mẹ lúc trước. Sáng hôm sau cậu vẫn tập như thường có điều Yu nghĩ rằng cậu nên thử tập như cách cậu đã từng học lễ nghi trong kiếm thuật và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Bộ Baseka cũng chạy ra đón tiếp Tepay. Buổi tiệc bắt đầu và như thường lệ thì nhảy nhót luôn là đầu tiên. Thấy Tepay chuẩn mực quá khiến CK dù muốn nhưng não vẫn phải nghĩ rằng bản thân không được đổ trước Tepay. Buổi tiệc cũng đã kết thúc và giờ là lúc chờ kết quả từ CK. Cô ấy đã đồng ý nhưng cô cũng giao cho Tepay phải tổ chức tiệc vào lần tới khiến cậu bàng hoàng sửng sốt khi nghe tin. Vài ngày sau, CK đang tập vẽ nhưng trong đầu cứ suy nghĩ về Tepay khiến cô nguyên một buổi vẫn chưa vẽ được cái gì. Còn Tepay lúc này thì đạt được tâm nguyện là được phóng mô tô nhưng là mô tô do tập đoàn chế tạo. Được biết là chiếc xe không bao giờ đổ nên rất an toàn khi sử dụng và cũng phù hợp cho trình tổ lái của cậu nữa. Thế nhưng cậu thấy việc này nó khá phiền phức nên nói hai ông chú tiến sĩ sách về đi. Căn bản xe như con lật đật thế này thì sao mà ông cua? Ở câu lạc bộ Tepe chả biết phải làm chủ một bữa tiệc lá như nào vì chưa đi dự tiệc bao giờ. Cậu tán phét về CK thì bị hai cô gái kia cho biết CK là một nhà thiết kế có tiếng. Thế nên cứ liệu hồn khi nói gì đó về CK. Đúng lúc thì CK đến giao việc cho Neju, đại loại là ngày mai ở khách sạn có tổ chức triển lãm và tất nhiên là có mặt Nezu và Seika. Nhưng khi Nezu mời nhóm Tepe thì lại bị Seika cho một trận, còn Nezu thì phải trả lời phỏng vấn về cuộc sống học sinh của Seika. Tối về Tepe hỏi ý kiến từ EU về việc bị Seika xem như thù địch, nhưng IU chỉ cậu rẽ qua ông để hỏi, thế là cậu qua luôn. Ông khi nghe qua họ của Seika thì suy nghĩ một hồi rồi phim đưa ta thẳng đến hôm sau khi IU đưa cho Tepe một bức thư. Chưa kịp đọc thư thì Nezu đến với cái mũi thò lò vì bị cảm. Lý do là vì thức khuya học thuộc lời mà Seika đưa nhưng chả được cái gì vào đầu. Thế là nguyên cả ngày Nezu đều dành để ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy cậu ta chẳng còn nhận biết gì mà hành xử như con robot để rồi bị đoạn mạch. Thế nên Teppei phải đưa đồ đến cho Seika vì Nezu đã bị đưa vào y tế. Sau màn trò hỏi thì Seika đành bổ nhiệm Teppei thay thế cho Nezu như lời thì Teppei phải tự nghĩ hoặc là nhớ lại lời Nezu đã nói trước khi đoạn mạch đã đến cuối triển lãm và Teppei cùng Seika đều được phỏng vấn nhưng cách Teppei nói ngắn gọn khiến Seika cứ dẫm vào chân khiến cậu phải sửa cứ mỗi một câu hỏi của cô phóng viên là một dẫm Teppei tức quá muốn dẫm lại nhưng không được thế nhưng Teppei vẫn nói ra suy nghĩ thật về Seika là một người có trách nhiệm và tự tin cũng như có khả năng nhận ra khả năng của người khác sau buổi phỏng vấn Teppei nói ra rằng cậu cũng biết lý do mà Seika ghét gia tộc nhà cậu cơ bản là vì gia tộc của Seika từng làm việc cho nhà Arima nhưng vì quá bận bịu nên bà của Seika đã bỏ đi và có một bến đậu mới. Từ đó cả gia tộc mới của Seika đã quay sang ghét gia tộc Arima vì đã làm tan nát hạnh phúc của người đời trước. Thế nhưng Tepay đưa bức thư mà cậu đã nhờ ông viết để xin lỗi về việc ông đã làm với gia tộc nhà Seika. Cô cũng chấp thuận và rất mong chờ về bữa tiệc mà Tepay sẽ tổ chức sắp tới. Sakrot và Sinvia cũng tự hào về Tepay khi cậu đã giải quyết ân oán giữa hai gia đình. Còn Seika giờ đã thanh thản đầu óc để có thể vẽ bản thiết kế. Sắc Lốt vẫn đến trường bằng cỗ xe ngựa cùng ông quản gia An Phát, Tepay vẫn như cũ có điều cậu cảm ơn IU cũng đã giúp cậu một phần trong việc vừa rồi. Đến lớp thì Nezu nhảy ra hỏi Tepay có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hay chưa, và để cảm ơn Tepay vì buổi phỏng vấn thì Nezu sẽ giúp cậu tổ chức bữa tiệc sắp tới. Nhưng hai thằng con trai mà bàn tính kế hoạch thì kiểu gì nó cũng thành thảm họa khi nhìn mặt họ đi. Đáng tin chứ, uy tín chứ. Còn Sắc Lốt thì muốn mượn Tepay bằng việc hỏi ý Silvia trước khi rủ cậu đi chơi vào kỳ nghỉ. Sylvia đồng ý nhưng trong đầu có vẻ suy tư gì đó. Tối đến sen đã có một cuộc nói chuyện với con gái vì mong Sylvia sẽ chấp nhận vui vẻ cuộc hôn nhân này. lốt thì dọn đồ để chuẩn bị đi dù cho ông quản gia cứ hà khắc với Teppe. Sylvia cũng gọi đến cho lốt nhưng cô chả biết trong thâm tâm muốn nói gì. Ngày hôm sau Teppe cùng lốt đi chơi như đôi trai gái bình thường. Có điều là họ đến Osaka bằng máy bay, Teppe không biết có ổn không khi lốt không có vệ sĩ đi theo, nhưng cô an tâm vì Teppe có thể bảo vệ cô lúc cần hai người đi chơi từ trung tâm thương mại cho đến sở thú và đi ăn cuối ngày xác lốt đòi lên vòng đu quay chơi vì cũng tiện thể là để ngắm cảnh tepay cũng cho xác lốt hay chuyện bố mẹ đã mất và một lần nữa ký ức buồn lại dội về xác lốt do mải chơi nên thấy hơi lạnh tepay nói cậu sẽ giúp xác lốt thấy thích mùa đông ở nhật vì sẽ có rất nhiều thứ để làm sắc lốt cũng kể lại chuyện của Sylvia hồi nhỏ rằng mẹ sinh đã mất trong một tai nạn nhưng Hudson vẫn cố giấu con gái nhưng thấy sự ngây thơ của con khiến ông không kiềm được nước mắt khi cô hỏi về mẹ cũng nhờ buổi đi chơi này mà Teppei đã có ý tưởng cho bữa tiệc, nhưng lốt lại chạy đến ôm Teppei và xin cậu đừng bao giờ quên cô. Điều này khiến tôi nghĩ là lốt sắp có biến gì đấy. Phim chuyển cảnh sang hai cô gái đang chiến đấu với một con quái vật. À thì cũng không hẳn là hai. Nhìn cảnh này tôi còn tưởng nhầm phim nhưng Nezu xuất hiện với Teppei đang ngồi chơi phía sau. Nezu giải thích cho ta biết chuyện đã xảy ra là Teppei đã mời hầu hết bạn bè đến bữa tiệc, nhưng hẹn gặp nhau là ở ga tàu điện họ sẽ đến suối nước nóng đầu tiên khiến Sylvia có hơi thắc mắc. Đi qua cửa soát vé thì ai cũng đi bình thường trừ lốt và Sylvia thì chưa đi lần nào. Cả bọn lên tàu và trò chuyện khá vui vẻ. lốt thì chia sẻ rằng cô cũng đã từng đi tàu nhiều lần hồi ở nước ngoài, còn chuyện đi đâu thì là đi xuyên châu Âu để làm khách cho hoàng gia. Khi đến khách sạn thì Tepay chỉ thuê hai phòng, một cho nữ một cho nam. Yu định đi theo Tepay nhưng Tepay nói cô quay lại phòng hồi nãy vì cô cũng là nữ. Yêu khá ngại vì việc bản thân là hầu gái nhưng Teppei cho biết trong chuyến này thì ai nấy đều bình đẳng hết chứ không có chủ tớ gì cả. Và thế là hết chuyện mà Nezu kể nãy giờ, Teppei thì vẫn chả hiểu Nezu đang kể với ai. Cứ tưởng bên Teppei chỉ có hai người nhưng lại tòi ra thêm hai người nào đó mà tôi chả biết. Cả bốn người bàn luận về chuyện đó, tôi chả biết chuyện đó là gì nhưng nghe họ mô tả thì chuyện đó có vẻ khá mờ ám. Đúng như dự đoán, còn việc gì mà bốn tên dâm tặc có thể nghĩ ra ở suối nước nóng ngoài nhìn trộm chứ? Còn bên hội con gái thì tính trước là sẽ nện chết bố con thằng nào dám nhìn trộm. Sylvia thì cũng có cây kiếm để sẵn sàng. Yêu thì núp một góc do tự nhiên thoát chức người hầu nên vẫn chưa quen. Đúng như dự đoán khi Sylvia đi tắm cũng cầm kiếm theo. Bên con gái đã tắm còn bốn tên con trai thì đã sẵn sàng để làm tên dâm tặc may mắn. Nghe trộm thì không chịu được nên một tên đã qua trước và khi quay lại thì rất thê thảm. Rút kinh nghiệm nên ba đứa con trai quyết định đi đường khác. Nhưng chưa đến nơi thì một người nữa ra đi quyết định không để sự hy sinh của hai nhân vật quần chúng trở nên vô ích tepay muốn nezu tiếp tục nhưng nezu cũng đã rời. tepay vẫn tiếp tục với nhiệm vụ để không phụ lòng anh em nhưng chưa gì cậu đã đạp chúng một cái nút gì đó và lao thẳng vào bồn tắm của nhóm con gái thế là bốn thanh niên bị hội con gái bắt đến hỏi tội Seika bắt cả bốn phải quỳ đây tới sáng nhưng xác lốt muốn cho họ cơ hội thế là seka thách đầu họ trò bóng bàn tepay sẽ đấu với silvia biết mình thua lợi thế tốc độ nên tepay chơi kiểu ra động tác giả Sylvia cũng không vừa khi làm tương tự. Thế là tối đó cả nhóm đều chơi vui vẻ từ hát gara, đập chuột cho đến đi ăn. Lúc đi ngủ thì bốn thằng con trai nằm tứ tung còn sáu người con gái thì nằm ăn nắp. Seika sắp tới sẽ chấp nhận yêu cầu vào câu lạc bộ của Tepay. Bốn cô gái quyết định sẽ lập hiệp ước rằng sau này nếu Tepay có chọn ai thì cũng sẽ không ghen ghét với nhau. Còn Tepay chưa đi ngủ mà ở ngoài trời. Lạnh quá nên hát gì khiến mấy cô gái nằm cười. Một thời gian trôi qua, hai ông tiến sĩ kia lại đưa đến cho Tepay một cái xe nữa nhưng nó thậm chí còn dị hơn cái trước nên tất nhiên là cậu đích thèm. Lên trường thì việc Tepay vui vẻ với sắc lốt vô tình khiến Sinvia đau lòng nhưng vì nhớ lại hiệp ước ở suối nước nóng nên Sinvia đành lùi bước về sau. Nhưng sau đó thì Anfet nhảy qua cửa sổ vào và đe dọa không cho sắc lốt gần gũi với Tepay. Sắc lốt nói Tepay là người yêu cô khiến cho Anfet như cứng đơ cả người. Ông không chịu và dí cả hai tới tấp. Có điều ông ấy già rồi thì sao đọ lại sức của hai cô cậu mới lớn được. Do Tepe kéo sắc đi nên cô bị chật mắt cá nên Tepe đành phải bế cô lên bệnh xá. Tepe xin lỗi về việc này và sắc ra điều kiện để tha lỗi là Tepe phải dẫn cô về cao ốc của gia đình để ăn tối. Chân của sắc đã được băng lại nhưng ngoài trời xuất hiện nhiều cánh hoa hồng rơi. Họ ra ngoài thì thấy một chiếc khinh khí cầu. Và từ trên đấy nhảy xuống một người. Tên đó nhảy xuống và nhầm tưởng là mọi người đứng đấy để tiếp đón hắn. Sylvia lại biết người này là Hartman, là doanh nhân hoàng gia của gia tộc lốt EU cho biết hắn cũng có đầu tư với tập đoàn nhà Teppei, nên dĩ nhiên là hắn cũng biết Teppei là ai. Nhưng chuyện chính chưa phải vậy, hắn giới thiệu hắn là hôn phu của lốt khiến ai nấy đều bàng hoàng. Cuối ngày Hartman nói sẽ đến gặp ông của Teppei, và rằng cả hai sẽ còn gặp lại. Sắc lốt thì buồn thiêu từ lúc hắn đến. Sylvia cũng bất ngờ khi sắc lốt có hôn thê vì cô chưa từng nói cho ai biết. Tepay nhắc xác lốt về lời hứa ăn tối thì cô tươi tỉnh lại hẳn. JK cũng không lên tiếng vì hiệp ước đã định là không ai được can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Tăng nghe bố mình đang gây gắt về chuyện gì đó có liên quan đến nhà xác lốt. Thế là sáng mai Sylvia đã chờ ở câu lạc bộ để hỏi chuyện này với xác lốt rằng chuyện lúc tối cô nghe được là gia đình xác lốt đang bí mật xây dựng tháp hạt nhân. Nhưng xác lốt không hề biết chuyện này khiến Sylvia nghĩ có lẽ rằng chuyện này đã bị xú dục bởi bên thứ ba mà không ai hay biết. Seika ở ngoài nghe được và cũng bị Sylvia phát hiện nên cũng đành phải ra mặt. Để công bằng thì Seika cũng cho họ biết về chuyện gì đó sắp xảy ra ở công ty nhà Arima. Lúc đi ra ngoài thì Tepei cũng nhắn sắc lốt hẹn gặp ở cao ốc nhà Arima tối nay. Tối đó lúc Tepei đang nói chuyện với Tiếp Tân một chuyện gì đó thì Hatman đến khiến cậu bỏ quên điện thoại. Khi nói chuyện xong xuôi thì Hatman lên gặp ông của Tepei nhưng ông vẫn muốn chờ một người nữa rồi mới bắt đầu nói và người đó là Hosen cũng vừa đến. Cuộc nói chuyện thì bao gồm mục đích của ba bên là xây một khu du lịch ở giữa ba khu vực của ba người. Nhưng một tên nào đó bên Hartman đã hợp tác với một bên thứ ba để tạo ra vũ khí hạt nhân gần khu du lịch. Dù đã bị bắt nhưng tên đó vẫn chưa chịu khai. lốt thì trốn Anfes đến chỗ Tepay khiến ông dí từ nhà ra cổng. Còn Sylvia thì nghe tin từ em gái là phải đến gặp Tepay. Bên Ck cũng được gọi đến nốt. lốt vừa đến nhưng không thấy ai nên đành gọi cho Tepay. Nhưng khi Tepay gọi lại thì cả tòa cao ốc đột nhiên mất điện. Tepay thì nhận được tin từ kẻ đã sát hại cha mẹ cậu rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là cờ giúp của cậu. Bên khủng bố đã lần lượt xông vào, chúng dí điện bảo vệ và đe dọa nhân viên, kế đến chúng tiến vào phòng của ba người cấp cao. Người đứng sau là thư ký của Hartman là Josephine, nhưng ông Arima vẫn kịp liên lạc cho EU, còn bên sắc lốt thì ba tên xông và đơn giản chỉ muốn cô ở yên đấy chứ đừng đi loanh quanh là được. Tội cho tên chỉ huy trong ba tên khi hắn phải đi cùng với hai tên đầy tớ hơi thiểu năng thế nhưng thông tin trong cao ốc đã bị dò dỉ ra ngoài ông arima cũng biết được rằng bên gia đình Seika đã nhúng tay vào đúng như vậy khi eu cùng phần lớn hầu gái đang truy cập vào nhưng họ đã bị nhận ra nên bên kia cũng đã có đợt phản công lại tuy nhiên eu đã vượt được và giành lại quyền kiểm soát camera nhưng chưa được lâu thì mất lại và còn bị dính virus ngược nên Tepay đành tự thân vận động và tự mình đi đến cao ốc Tepay hết cách đành phải lấy con xe dị hợm này đi theo sylvia cũng xuất hiện và muốn đi cùng nhưng có vài tên đã chờ sẵn và đuổi theo. Yu cho biết có thể bấm vào nút màu xanh. Y như rằng hai cái chân ở sau có tác dụng, hai cái trước cũng vậy. Cái xe dị hợm đã trở thành một chiếc mô tô bình thường mà Pay mong muốn. Trong lúc đó, Sarklop muốn biết lý do họ lại làm chuyện này. Tên chỉ huy cho biết anh ta từng là một người nghèo sống trong khu ổ chuột và chỉ biết ghen tị với những người sống trong nhung lụa như cô và cái tập đoàn này. Cuộc sống này là thiên đường nếu so với cuộc sống mà anh ta trải qua. Và bây giờ anh ta có cơ hội để biến cuộc sống thiên đường này thành địa ngục nên dại gì mà không làm. Quay lại với Tepay, cậu đã lẻn vào được và thấy hai tên đang ngồi nhậu ngay trong cao ốc nhà cậu. EU cũng cho biết là cô đã một lần nữa lấy lại được quyền kiểm soát và giờ sẽ làm tai mắt cho cậu. Tepay đành rút lui do đã bị chống trả nhưng đúng lúc này thì cứu viện đã đến. Phía xa thì có một chiếc xe tải biểu diễn do CK sắp đặt để đánh lạc hướng. Bên phía ba đầu não thì Hartman đã nhảy ra giữ Josephine lại để ông Arima và Hossen chạy đi nhưng một tiếng súng nổ ra và ta vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra. Bên Tepay thì đã bay lên nóc nhà để đáp xuống. Ta biết việc biểu diễn này là để truyền thông không để ý đến điều đang xảy ra tại tòa cao ốc. EU cũng đã kiểm soát được hết cửa thoát hiểm nên giờ họ có thể vào mà không lo gì nữa. Silvia ức chế vụ vừa nãy bị địch nổ súng nên nhảy xuống trước. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Silvia lấy đâu ra bộ đồ này và thay nó trên không vậy. Và Tepay thì thông minh đến mức cho kẻ địch biết là họ đã vào trong. Quay lại bên ba nhân vật cao cấp thì Hartman đã ăn đạn và bị đưa qua phòng khác. Josephine thì nói ra mục tiêu họ đến đây chỉ là để hủy hoại hình ảnh của tập đoàn Arima. Vì đang có nguy cơ thất bại nên cô ta đã cho rút lui. Nhưng bên sắc lốt thì được gã chỉ huy kia cho biết là họ đã gài một quả bom trong cao ốc. Ông Arima và Hossen đều an toàn. Điện cũng đã có lại. Tepay vừa đến thì muốn biết Hartman đâu. Nhưng ai nấy đều nghĩ Hartman đã chết. Tepay đã giao hai người ở đây cho Sylvia còn bản thân chạy đi cứu sắc lốt lốt đang nằm suy nghĩ về lời tay chỉ huy đã nói về cuộc sống của anh thì nghe thấy tiếng tép bay gọi. Cả hai vui mừng khi gặp lại nhau. Ông Arima thì bày tỏ lòng biết ơn với Seika. Từ vui vẻ đấy nhưng còn vụ quả bom thì sao? Đúng như vậy khi sắc lốt giờ mới nhớ ra thì quả bom cũng đã bắt đầu đếm ngược phát nổ sau một tiếng. Điện lại mất nên giờ việc tìm quả bom sẽ khó khăn hơn. EU phát hiện việc này và báo cáo lại cho ông Arima. Hầu hết đều đã ra khỏi tòa nhà nhưng sắc lốt và tép thì vẫn ở trong. IU phát hiện được rõ hơn là có tổng cộng 5 quả. Sắc lốt cùng Tepay đi kiếm lối thoát. Sắc lốt dù hiểu được tình trạng hiện tại và vẫn tin Tepay sẽ làm được gì đó nên vẫn cứ vui vẻ đùa giỡn. IU cùng tất cả những người còn lại đều chỉ còn một cách cuối đó là reset toàn bộ máy chủ của công ty. Như vậy sẽ diệt được toàn bộ virus nhưng dữ liệu về công ty cũng sẽ theo đó mà đi hết. Ông Arima cho phép reset vì dữ liệu dự phòng đã có sẵn trong đầu của ông và mọi nhân viên công ty cả. Theo tính toán của EU thì chỉ còn 25 phút cho đến khi bom nổ, 15 phút để lấy lại hệ thống và chỉ còn 10 phút, đội hỗ trợ sẽ chỉ lo được 3 quả. Sylvia sung phong một quả và CK cũng đi theo, còn Tepe đã nghe được tình hình nên EU sẽ chỉ dẫn cậu đi lo quả cuối. Khi đã thống nhất thì quá trình reset mới bắt đầu, Tepe đi tìm thì vô tình gặp được hai tên ngốc hồi nãy bị bỏ lại nơi đây. Chúng chưa tìm được lối ra và xác lốt nhận ra hai người họ. Cô nói họ là người xấu nhưng cũng rất tốt khiến Tepe chẳng hiểu gì. Chúng quen tỉ khi Tepay được đi chung với Sắc Lốt nên định vác súng ra bắn, cô đã xin chúng dừng tay, vẻ dễ thương của cô khiến chúng không kìm được mà muốn đưa cô về nuôi. Mãi nghĩ tào lao nên chúng bị Tepay múc cho một cú, chúng dù cay cú khi bị đánh bất ngờ nhưng cũng vui nếu được gặp lại lần nữa. Tepay sau đó đã bị kẹt lại ở cái cửa này, EU muốn cậu tự tìm cách qua vì nếu chờ cô lấy lại hệ thống để mở thì sẽ không kịp. Và thế là cậu muốn dùng cái đầu để mở. Vâng cái đầu theo nghĩa đen luôn ấy. Tepay quyết định xài khúc gỗ vô dụng trong tay nhưng vụt một cái thì trên tay Tepay chỉ còn một nửa. nửa còn lại thì suýt trúng đầu sắc lốt. Cô bị mất hồn nên Tepay phải gọi cô tỉnh lại. Hai cô gái trên thực thăng lúc này thì ngồi bày tỏ cảm xúc của mình với Tepay cho nhau nghe. Sylvia thì thích Tepay như cách cô yêu quý mẹ cô, dù không thể hiện ra nhưng luôn giữ cảm xúc ấy trong tim. Vì trước đây mẹ mất mà cô chẳng thể làm gì nên giờ cô muốn làm gì đó khi có thể. Ck thì rất ghét khi Tepay luôn làm hỏng chuyện và khiến cô cáu nhưng cô lại đổ trước khi nhận ra điều đó. Tepay lúc này cậy cửa không được nên nhờ xác lốt giúp. Và từ cái chỗ mà khúc gỗ dắt vào hồi này cô tìm được cái cưa máy mà nãy giờ chả ai để ý. Hai cô gái thì đã vào được tòa nhà. Tepay cùng xác lốt cũng thành công qua cửa. EU sau đó cũng đã phục hồi lại điện cho toàn công ty. Tepay gần đến nơi thì viên chỉ huy lúc nãy đã ngồi chờ đây để cản họ. Đội hỗ trợ đã tiếp cận được quả thứ ba. Silvia và CK cũng vậy. Nhưng chỉ còn 2 phút, và điều làm khó Sinvia là phải cắt dây đỏ hai xanh thì chịu. Tepe thì né được phát súng đầu và muốn biết sao anh ta lại cố gắng liều mạng như vậy. Anh ta ghen tị và ngứa mắt vì Tepe sau một đêm đã hoàn toàn đổi đời. Anh cũng đoán ra sự cứng đầu của cậu và đi cứu sắc lốt nên đã ngồi chờ bất chấp lệnh từ cấp trên. Vì anh ta thấy ngứa mắt và sẽ xử lý những gì bản thân thấy ngứa mắt. Tepe nghe vậy thì bắt đầu thủ thế nhưng giờ cậu lại muốn xài khúc gỗ đấy để đấu với súng. Anh chỉ huy kia cũng thấy được cười và cho rằng cậu sẽ thua. Và tác giả búp cho cây gỗ này sự cưng cáp lạ thường khi nó đỡ được hai phát đạn mà không nát. Chưa kể là tối như vậy mà vẫn thấy được đường đạn mới ảo. Mà kệ đi phim mà chứ phải thật đâu. Quay lại với Sylvia, cô đã cắt dây màu đỏ và thật mừng khi đồng hồ đã dừng. ca muốn biết tại sao thì Sylvia cho rằng đó là linh cảm và đỏ cũng là màu may mắn của cô hôm nay. Tepe thì chả còn thời gian suy nghĩ nữa vì chỉ còn 10 giây nên cậu cầm bon chạy thẳng vào nhà vệ sinh và ném vào đường đổ rác đường đầu ra thì được bọc thép dày cả trục sang nên không gây thiệt hại gì quá nhiều. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết và tất cả đã an toàn, Sylvia mới cho lốt biết Hartman đã bị bắn. lốt cũng thương tiếc cho anh ta và nghĩ rằng sau cùng bản thân cũng có thể quý Hartman một chút. Cô sau đó được tài xế gọi về. Tài xế cũng hứa sẽ giấu chuyện tối nay với Anfet. Thế nhưng lý do tôi chỉ nói Hartman bị bắn là vì anh ta còn sống nhăn răng ra đời này. Cười nhăn răng thế này thì chết sao được? Yu và ông Arima cũng đến ngay sau đó. Ông cảm ơn vì tất cả đã giúp ông bảo vệ tòa cao ốc, nhưng ông thắc mắc là lốt đâu. Cả nhóm nói ban nãy đã có xe đến đưa đi. Ông hỏi tài xế có phải ăn hay không vì ông chỉ tin tưởng ăn Nghe đến đây thì tất cả sửng sốt vì lốt đã bị bắt đi. lốt đang ngồi trong xe thì Josephine bước vào và cho cô biết kẻ mà bản thân ngồi sau nãy giờ chính là Hartman. Cô bị đánh thuốc mê. Vào hôm sau, Sylvia chỉ biết tập kiếm vì cô chẳng thể làm gì để cứu lốt. CK cũng không có thời gian để nghĩ về ban nhạc mới mở. Tepay thì chẳng chịu ăn uống gì. Tối đó, ông Arima đã tập hợp mọi người lại vì ông đã điều tra được rằng kẻ đã bắt cóc lốt chính là Hartman vì ông có được hình chụp về từ sân bay. Phần lớn đều không quá bất ngờ về việc Hartman còn sống. Tepe muốn làm gì đó thì bị Hotzen cản lại vì vụ này đã lên đến tầm quốc gia chứ không phải việc mà cậu có thể can thiệp nữa. Không ai muốn ngồi yên nhưng Hotzen cho rằng quá rủi ro khi để những người trẻ như họ tham gia. Cũng vì vậy mà mấy ngày liền Tepe chẳng để tâm gì ngoài xác nên dù cố hỏi chuyện cậu vẫn không trả lời. Cậu còn đến nơi cả hai đã gặp lần đầu để nhớ lại lúc đó. Tepe nhận ra con tim của mình đã dành cho xác Còn cô lúc này vừa tỉnh lại thì gặp mặt hát man, cô bị trói lại và không thể di chuyển. Hắn nói bản thân sẽ nghiền nát tập đoàn Arima. Và hiển nhiên là có cả Tepe, cũng vì vậy mà cô nhận ra mọi chuyện ở tòa cao ốc đều do hắn gây ra. Hắn cho biết ông Arima còn nợ hắn và hắn sẽ khiến ông phải tuyệt vọng bằng cách lấy đi người thừa kế của ông. Hắn sau đó rời đi và giao hai tên lính canh giữ xác lốt. Tình cờ thay thì hai tên này lại là hai tên thiểu năng ở cao ốc lần trước. Cô kêu lên dây trói quá chặt cái là bọn kia đã chạy đến nổi lòng cho cô. Cô còn đòi thêm đồ ăn. Yu và Sylvia lúc này đã điều tra ra được vị trí của sắc lốt là ở trên con tàu hoàng gia. Nhưng tin này vẫn chưa được xác thực. Có điều đây là tất cả những gì họ có và Tepay thì đang bất ổn. Tepay lúc này thì đã trở về nhà. Seika đã chờ để chất vấn về thái độ chán đời đó của cậu. Tepay lấy lý do rằng sen nói việc này quá rủi ro và cậu không được phép tham gia. Nhưng Seika nhắc cậu nhớ về quyết tâm mà cậu từng có quyết tâm ra sao khi tổ chức tiệc và học nhảy để vào câu lạc bộ. Và vì cậu luôn sống táo bạo nên kể cả ai nói thì cũng không quan trọng. Và liệu đây có phải là Tepay mà cô đã yêu? Cô tiến đến hôn Tepay một cái thì Sylvia đi ra. Sylvia cũng có suy nghĩ tương tự chỉ khác là cô tắt teppei một cái và hỏi cậu có phải người đã đấu kiếm với cô và là người đã giải quyết ân oán giữa hai gia tộc hay không cô không cần biết teppei ra sao vì cô giờ sẽ đi về nước để cứu sắc lốt cả hai cô gái đã dành phần cuối cho iu vì teppei bây giờ đang cần một người để xoa dịu nỗi lòng iu đã vào phòng teppei và trèo lên giường cậu teppei cố quay đi nên cô đã gối đầu cậu lên đùi mình cô nhắc teppei nhớ rằng cậu vẫn còn cơ hội để cứu sắc lốt Lời nói nhẹ nhàng của cô đã khiến Tepay giác ngộ. Cậu sẽ đi cứu Sắc Lốt nhưng hiện tại thì muốn nằm thêm tí nữa. Tối đó, Sắc nhờ lợi dụng sự thiểu năng của hai tên lính đã mò được điểm mà họ sẽ đến và nơi để tắm. Còn Hot thì đã nghe thông tin từ EU và biết con gái mình sắp đi đâu. Ông không cho phép mà muốn Sylvia ở lại trong chừng em gái và ở bên Tepay. Nhưng cô biết Tepay nhất định sẽ đi cứu Sắc Lốt và cô cũng muốn đi giúp đỡ cha bảo vệ đất nước. Hosen cũng bị thuyết phục bởi cô con gái út nên đã chấp nhận để Silvia đi còn ông sẽ về nước trước để bàn bạc. Hartman lúc này đang ngồi nhâm nhi ly rượu vì hắn đã cố ý để lộ thông tin về con tàu nhằm dụ Tepay đến đây. Tepay thì đang chuẩn bị để lên đường và vẫn không hay biết gì về cái bẫy đang chờ mình. Ngày hôm sau, Tepay đã đến gặp ông để nói trước một câu với ông rồi mới đi. Ông đã đưa cậu một cọc tiền và dạy cậu một bài học rằng, đồng tiền chính là thanh kiếm trong thế giới này. Với những ai mù quáng trước đồng tiền thì họ sẽ thất bại và trả cái giá rất đắt, cuộc sống mỗi người đều phụ thuộc vào sự giàu sang của họ. Ông giao cậu thanh kiếm của gia tộc và để cậu đi, cậu ra sân bay và gặp lại Seika. Cô có hơi ghen tị với sắc lốt khi được Tepay lo lắng cho như vậy. Cô đã bột miệng hỏi cậu liệu có lo lắng như vậy nếu cô bị bắt, nhưng vì hiệp ước giữa các cô gái nên cô đã không gặng hỏi thêm. Vì cũng đã đến lúc máy bay cất cánh nên Tepay đã lên đường. Trước khi đi, cậu đã trả lời câu hỏi của CK rằng cậu cũng sẽ đến cứu nếu cô bị bắt. Yu lúc này đã thông báo thông tin đến toàn bộ mọi người. Từ Hot cho đến Anfet và Tepay, họ buộc phải tiến hành một kế hoạch gì đó để tránh khiến vụ việc lần này bị lan ra tầm quốc gia. Hartman cũng đã nhận được thông tin rằng Tepay sắp rơi vào bẫy của chúng. Tepay lúc này đã đến quê nhà của Sinvia. Nơi này sẽ là điểm con tàu đi qua. Tepay gặp lại hôn thê tương lai và cô đã được cho chỉ huy một đội kỵ sĩ cho riêng mình. Lý do là vì cô đã hạ gục đội trưởng tiền nhiệm hosen cũng chào mừng cậu đến với quốc gia của ông ông nói tối nay sẽ tổ chức tiệc nên mời teppei đến tham dự cậu và yêu đều tham gia nhưng yêu thì đi chơi với em gái của sinh còn teppei thì đi ra ngoài hóng gió với sinh cả hai nhớ lại lần đầu gặp nhau cũng là ở một bữa tiệc như thế này cả hai ngẫu hứng nên rủ nhau đấu kiếm cuộc đấu lại nhanh chóng đến hồi kết với phần thua là ở teppei cậu muốn thật lòng về việc bản thân đã chọn sắc lốt nhưng Sylvia cũng tự hiểu được nên nói ra rằng bản thân sẽ không chấp nhận người nào thua mình hai lần. Mục đích là nhằm nói ra bản thân nhường lại tép bay cho sắc lốt. Nhưng cô vẫn trao cậu một nụ hôn từ biệt. Sáng hôm sau, tất cả đã xác định quỹ đạo mà đoàn tàu sẽ đi qua. Do thời gian không có nhiều nên họ phải tận dụng mọi thời gian có được. Giữa ngày hôm đó, Sylvia đã phát hiện đoàn tàu của Hartman. Cô dùng loa và thông báo muốn hắn dừng tàu và thả người. Nhưng hắn cho lờ đi khiến cô phải cùng quân kỵ sĩ tiến lên. Tepay thì chạy trên con xe mô tô bám theo đoàn tàu. Hartman nhận thấy thì cho tàu chạy nhanh hơn. Sắc Lốt vừa nghe tin Tepay tới thì hớn hở chạy đi tìm. Tepay chạy sát theo đoàn tàu buộc Hartman phải cho người xả súng. Silvia cũng cho quân đồng minh bắn trả tạo nên vài lỗ thủng lớn trên đoàn tàu. Sắc Lốt chạy ra gọi Tepay thì bất ngờ khi đây lại là Anfet. Ông được giao cho việc thu hút sự chú ý để Tepay đứng canh tại cây cầu phía trước đột nhập vào. Cậu thành công nhảy vào tàu và tiến đến buồng lái. Sau khi đánh ngất tên lái tàu thì cậu đã cho tàu đi chậm lại để Sylvia tiến lên và tiếp cận tàu. Hartmann vẫn rất bình tĩnh và cho Josephine đi bắt xác lốt về đây, còn quân lính thì cho đi cản đoàn kỵ sĩ của Sylvia lại. Anfest đang một mình chống lại một đoàn quân, xác lốt đang cố chạy đến Anfest thì bị Josephine bắt lại. Cô ta dùng xác lốt để đe dọa Tepay và khiến đoàn tàu lại tiếp tục tăng tốc. Josephine đã ném xác lốt cho Tepay và muốn xử cả hai cùng lúc. Đột nhiên Hatman xuất hiện và bắn vào Josephine vì cô ta đã không theo kế hoạch. Nhưng hắn cũng xử cô luôn vì sau vụ này để cô ta sống sẽ rất phiền phức. Tepay không dám tin là hắn lại bắn cả đồng đội của mình và Hatman giờ mới nói ra rằng bản thân lúc nhỏ rất nghèo nên đã ăn trộm tiền để mưu sinh để rồi bị ông Arima bắt được, bị bẽ mặt từ đó cho nên hắn đã ôm mối thủ và thầy sẽ khiến ông trả giá. Và khi Tepay xuất hiện là lúc kế hoạch của hắn được nghĩ ra và vụ việc ở cao ốc cũng vậy. Hắn chĩa súng vào Tepay và xác lốt cậu không muốn đứng yên nên đã lao đến tấn công đám lính và Hartman. Điều này khiến hắn vô tình bắn vào một dây điện trên trần tàu và nó rơi gần chúng. Scarlet. Cô vì né dây mà xích rơi khỏi tàu buộc Teppei phải đến giữ cô lại. Cậu bị Hartman bắn lén và rơi khỏi tàu trước sự tiếc nuối của Scarlet. Hartman cũng cho cắt hai phần tàu ra để Sivir và Anfet không thể đến trợ giúp. Trong lúc đó, ở câu lạc bộ của CK, toàn bộ thành viên đều đã biết về việc Scarlet bị bắt và Teppei đang đi cứu cô. Mọi người đều biết thông qua cái mồm lắm chuyện của Nezu. Nezu và mọi người muốn làm gì đó để chia sẻ bớt gánh nặng cho Teppei và ba cô gái. Bốn nếu tính cả yêu, CK thì vẫn đang trầm tư không biết bên Teppei giờ đã ra sao. Hartman sau đó đã thả sắc lốt ra vì hắn muốn biến bản thân thành người đã hạ bệ nhà Arima và đồng thời là người đã đơn thân cứu sắc lốt khỏi bọn bắt cóc. Và người đời sẽ không quan tâm điều đó có phải thật hay không, nhưng sắc lốt vẫn tin con người không dễ bị dối gạt như vậy. Hartman cho rằng cô quá ngây thơ vì chưa từng bị phản bội và chưa từng nếm cảm giác bị lừa dối bao giờ. Hartman sau đó đã mặc kệ để cô làm gì thì làm. lốt đã chọn cứu Josephine vì biết đây là điều Tepay sẽ làm. Cậu lúc này cũng đã tỉnh dậy trên xe do Anfet và Sylvia cầm lái. Tuy nhiên một người phải xuống xe nếu muốn tiếp tục. Tepay và ông Anfet phải oàn tù tì vì cả hai chỉ muốn mình là người cứu lốt Anfet nhận thua trong cái cú và chỉ biết nhìn theo Tepay đang đưa dần đưa đời cháu gái ra xa hơn. Charlotte thì đang tìm cách cứu Josephine và may mắn là hai thanh niên kia lại giúp được do từng học trường y. Tepe thì đang chở Sylvia trên con xe và nhờ Yu tìm ra lối đi tốt nhất cho mình. Yu thì đang mệt mỏi và sắp ngủ gục thì nghe tiếng Tepe gọi nên cũng tỉnh dậy chỉ đường cho cậu. Charlotte lúc chờ đã hỏi hai thanh niên kia sau lại bỏ nghề y thì lý do là vì thiếu tiền trang trải và vô tình lại kiếm được việc này trên mạng. Cô xin lỗi vì chẳng thể làm gì nhưng hai thanh niên kia cho rằng cô không có lỗi mà đơn giản là vì hoàn cảnh mỗi người đúng lúc thì lính địch đã bắt đầu phát hiện ra Tepey, cậu bị quân địch xả súng nhưng lốt đã chạy đến và xin chúng dừng tay. đúng lúc thì Hartman đến và giữ lốt lại. Tepey lái xe lại gần tàu và để Xyria cầm lái giúp vì cậu sẽ nhảy vào. cậu nhảy vào một toa sau đó và lốt đã nhân lúc Hartman mất tập trung mà chạy đi. hắn cũng từ từ đuổi theo vì ở toa tàu hẹp thì cô chẳng thể chạy được xa. Tepey đã giảm bớt toa tàu lại bằng cách bỏ bớt lại phía sau và tiến đến gặp Hartman. Hắn đã giữ sắc lốt sau mình và chĩa súng vào Tepay, hắn cũng bất ngờ vì cậu còn sống, nhưng lần này thì sẽ không có ai đến cứu cậu như lần trước nữa. Tepay đã suy nghĩ và cố thông não Hatman bằng việc nhắc lại quá khứ của hắn, cậu cho rằng ông không hề cố ý làm nhục Hatman mà đang đánh giá cao hắn và mong hắn có thể tự lực vươn lên, nhưng hắn cho rằng thứ làm tiền như cậu mới có thể nói được như vậy và bắn một phát sượt qua mặt cậu, hắn nói phát tiếp theo là ngay giữa đầu cậu, cậu liên tục cố thông não hắn bằng việc hắn tài năng như thế nào nếu chọn đúng con đường nhưng càng nói hắn càng cho rằng cậu chỉ là đồ đạo đức giả. Hartman sau đó đã quyết định sẽ chết chung với cả hai bằng việc cho kích nổ toa tàu. Teppei buộc phải rời đi ngay trước khi quá muộn và cậu muốn hắn cũng rời đi. Nhưng hắn cho cậu biết rằng chính bản thân là người đã sát hại cha mẹ cậu và hắn đã sai lầm khi để quên mất Tepe. Hắn thề sẽ không đầu hàng trước nhà Arima, nhưng Tepe lại chọn bao dung tha thứ cho hắn và muốn hắn phải sống. Hắn chĩa súng thì Tepe đã lao nhanh đến đánh bay súng của hắn cậu đấm hắn một cái và thuyết phục hắn phải sống rồi ôm xác lốt rời khỏi tàu. Cậu ôm chặt xác lốt để cô không bị tổn thương khi sắp chạm đất. Nhưng Sylvia đã lái xe đến đỡ được họ. Hartman thì được Anfet đỡ được. Nhưng ông nhận ra là bản thân đỡ nhầm nên vứt hắn xuống sông. EU đã có thể thở phào nhẹ nhõm và được nghỉ ngơi. Hosen cũng nhanh chóng thông báo đến cho ông Arima. Seka ở hội cũng nghe tin và ngay lập tức thông báo cho mọi người. Họ quyết định sẽ tổ chức tiệc mừng cả nhóm trở về. Còn Josephine vừa tỉnh dậy thì thấy Hartman đã ở bên cạnh mình. Dù bị phản bội nhưng cô ta vẫn một mục xe đắm Hartman. Teppe cùng ba cô gái đã trở về câu lạc bộ và tham gia buổi khiêu vũ do chính CK tổ chức. Cậu lần lượt nhảy với từng người. Trong đó có cả Yu. Sáng hôm sau, cậu nghe Yu thông báo chuyến vừa rồi đã gây thiệt hại không nhỏ và ngân quỹ của công ty đã chi ra không ít. Nhưng Teppe muốn làm gì đó nên Yu nghĩ là cậu nên đi xin lỗi những người đã lo lắng cho cậu suốt thời gian qua. Bắt đầu là CK. Cảm ơn và xin lỗi là không đủ để nói hết. Kế đến là Sylvia. Cô chấp nhận bỏ qua cho Tepay và cuối cùng là xác Lốt. Cô hơi dỗi vì bản thân là người cuối cùng. Nhưng cô không hề nhỏ mọn với Tepay vì sau cùng mọi thứ đều từ cậu mà ra. Phim đến đây cũng kết thúc.